nay còn có chùa Pháp Linh vậy nè. Tao tư. Vừa đó cũng rồi. Con đây ăn đảng mày. Mình đó là gì ạ? Đây chúng mình qua đó rồi. Vừa cũng không. Để mình qua chùa Pháp Linh. À, cũng. Trời cái này quá rộng luôn á, đi một đường dài. Ở đây hả? Ở đây rồi, đi quá im rồi. Để chú. Trong cái nè. Đây là phía bên bên này bên phải của chùa, đông khá là đông người á, đánh rồi phải người lớn sao mà dễ chụp. U đứa nhỏ kìa, nhỏ chân vậy. Kỳ vậy, chính là hả, có mặt tôi kỳ vậy. Mà giờ dòm xuống rồi, nhỏ đẹp bị bà xấu vậy không chụp lại hả? Lại đây bà tự luôn. Phía trong chánh điện có quan âm nè, cũng rất là đông luôn. Bên kia cũng có tự quan âm nè, quá đông. Gà lấy số thì ghê thì ghê. Cũng mở ra đây nha. Đây là chánh điện ở trong nè. Này là kêu là gì Khánh? Khách tên theo yêu cầu. Khách tên hả? Shiba thì mình đi vào hôm nay thật sự mình đi mình không có bản đồ, cứ đi cứ gặp đường rồi đi thôi. Đây nó có khu hội chợ rất là đông. Nhưng mà bán tao mua quần lớn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
các điểm số mất tiền trong con trong một mình tay lên mà số số hơn các phương nam chú ý. Và chỉ với 100.000 đồng, bạn đã có đủ chiếc áo Phương Nam phong cách để tặng người thân. Hãy nhanh chân đến với gian hàng áo Phương Nam của chúng tôi để sở hữu một chiếc áo Phương Nam nhất với giá phát phục của chúng tôi. Cảm ơn đi, trời ơi, bỏ máy. Xong đúng, áo là tôi đại đi, đúng. Đây bán rất là nhiều đồ. Quần tây Hàn Quốc 101, 120 còn có 70.000 à. 70.000 cái quần tây 70.000 một cái quần tây luôn. 101, 120 hạ giá nay còn có 70.000 bà con ơi, quẹo lộ luôn. 70.000 cái quần tây 70.000 cái quần tây. Đúng đứng lượn ngồi lựa nằm lựa bò lựa luôn ghê gì vậy mà cũng giao được nữa, quá là nhiều đồ. Bếp túi siêu thị xe tăng xe container ba cái 100.000 đồng. Máy đào búp bê vị siêu nhân súng vị súng pin súng dài đồng giá 39.000 đồng. Túi xem hình biến hình siêu nhân đồng giá 39.000 đồng. Trẻ em như bước trên cành biết chơi biết học biết hành là ngoan 39.000 đồng. Xe thùng xe cứu hỏa bộ tháp vòng vừa học vừa chơi đồng giá 39.000 đồng. Mưa lưng vị trái cây vị máy bay 12 món đồng đồng bỏ sọ ta mang về mong là cứu hoàng mong hoàng thì rực rỡ màu sắc đây sẽ kỳ diệu hàng triệu người muốn mua nào mong muốn được khuyến mại giảm giá cầm tay mang về nào. Đây bán gà nhậu lội kẹo để cu đơ nổi tiếng Hà Tĩnh có đây luôn. Cái gì sẽ đóng 35.000 35k một chai, 3 chai có 100.000 à trời. Thôi cái này rẻ lắm. Đặc biệt hơn, công ty chúng tôi có chương trình được dùng khử, được hoàn thiện. Cô chú anh chị cứ về dùng khử thoải mái để sản xuất công ty chúng tôi sẽ. Tôi chú dễ với ca hàng công ty Thanh Lý. Hôm nay đem ra bán ký chỉ có 50.000 một ký. Một ký chỉ có 50.000. Máu 50.000 ký mà chén 50.000 ký. Tôi chỉ dễ bán ký luôn sao. Máu khốt lỏ bàn bỏ vài ngàn lẻ là có đồ sách về. Khi đi ông đã dặn bà gặp PK mà sổ 50.000 một ký thì cứ xà vào mà mua. Mua cho thì lẻ mà mua bán thì có lời. Khi mua chúng em có đồ lời mời. Mua rồi em có đồ lời cảm ơn. Tôi chỉ dễ PK chỉ 50.000 một ký. Cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới.